nhắc đến huyện lỵ, tức phố huyện của huyện Phụ Dực cũ, nhiều người hay nghĩ đến An Bài với phố Tư Môi. Nhưng khu thị tứ Tư Môi và xã An Bài mới trở thành huyện lỵ huyện Phụ Dực từ quãng năm 1954 đến năm 1969, năm sát nhập hai huyện Quỳnh Côi và Phụ Dực thành huyện Quỳnh Phụ. Vậy huyện lỵ, phố huyện Phụ Dực trước đây và hàng trăm năm xưa ở đâu? Hãy cùng kênh Vạn Phúc Thư Hương tìm lại dấu tích huyện lỵ phố huyện Phụ Dực xưa. Nàng để ý nhìn xem, ông chài đầu bạc ghé thuyền ái ân, tóc cụ bạc như cước, da cụ đỏ như bồ quân. Đây mới thật coi trần gặp tiên. Đây là toàn cảnh cầu Hạ mà ngày xưa là bến đỏ Hạ bắc qua sông Cô, hiện nay giáp ranh giữa xã An Phú và xã. Sông được mới đào rộng, đào sâu thêm và đây cũng là tương trì của huyện Phụ Dực cũ, toàn bộ cái khu vực đây, chỗ mà những cây cao cao cảnh cao kia, chỗ này là sông Trài và đây là một sông ngã ba sông hợp lưu giữa sông Cô. Đoạn sông này còn được gọi là sông Kiến Quan hay là sông Đồng Bún từ cầu Đen. Sông Cô chảy qua làng Kiến Quan nay thuộc xã An Ninh, chảy qua cầu Đen hay còn gọi là sông Đồng Bún chảy xuống và nó lượn về đây đến ngã ba Hạ này gặp với nhánh sông Tam Kỳ. Nó nhận nước từ sông Hoa Khê, là cuối của sông Hoa Khê giáp với sông Diêm Hồ. Sông nó chảy xuống dưới chỗ cầu Môi An Bài, chảy xuống An Thanh. Đây là sông Hạ Thị, ngày xưa là thuộc làng Hạ hay là làng Vạn Phúc, xã An Ninh ngày nay. Hạ Thị tức là xóm chợ của làng Hạ. Và sau này thì khi mà bác sau năm 1954 được tách về xã An Phú, tách khỏi làng Hạ, tức là làng Vạn Phúc của xã Ninh ngày nay, nhập về xã An Phú. Trước cái chợ Hạ đó chúng ta có một cái đền gọi là đền Hạ Thị, hai vị quan lớn thì tôi không rõ là ai. Đây là một sông Tam Kỳ. Tam Kỳ nó bắt nguồn từ sông Diêm và sông Hóa Khê, chỗ đền Quan Điểm Thất, nó chảy về đây và gặp ngã ba sông Kiến Quan, sông Đồng Bún của làng Kiến Quan nay thuộc xã An Ninh chảy xuống. Sơn thủy hữu tình, tức là những cái đường nét uốn lượn hình khối như ở trên miền núi, cũng không có nhà cao tầng. Chính vì vậy muốn ngắm cảnh đẹp thì chỉ có leo lên trên những nhà cao tầng hoặc là những cái điểm cao, hoặc là bây giờ có flycam thì quay chụp rất đẹp. Và đây cũng là con đường lịch sử
nối từ vùng Thụy Anh, huyện Thụy Anh, phủ Thái Ninh của tỉnh Thái Bình trước đây, tỉnh Nam Định trước đây, nối qua đây và đi qua bến Đò Hạ ngày xưa và nối với huyện lỵ Phủ Dực, tức là phố Lầy ngày nay thuộc xã An Ninh, và đi lên mạn Quỳnh Côi, đi lên mạn Ninh Giang, Hải Dương và đi lên mạn Bắc Ninh, vân vân. Đi theo hướng này. Còn cái đường mà có cái ô tô đang chạy đây ạ, đường này thì là mới được làm đó, cái ô tô trắng trắng đang chạy đây. Thì chúng ta thấy là đường này mới được làm cơ khoảng năm 2016-2017 mà thôi. Từ ngã ba An Quý đi ngã tư Phú Hạ đây. Cái cầu này là cầu mới bắc qua sông, tôi tạm gọi là sông Tam Kỳ, không biết có chính xác không, nhưng mà con sông này thì chạy ngang xã, cắt đôi xã An Quý hiện nay. Đây là xuống khu vực ngã tư Phú Hạ. Cảnh quan mênh mông bát ngát, các điểm nhìn không bị che chắn. Đây là con đường, vâng, tôi xin nhắc lại, đây là con đường cổ nối giữa huyện Thụy Anh, phủ Thái Ninh của tỉnh Thái Bình trước đây và xa xưa hơn là tỉnh Nam Định, trấn Sơn Nam, nối với huyện lỵ, huyện Phụ Dực và đi lên huyện lỵ, đi lên Quỳnh Mạn, Quỳnh Côi, Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ của Hải Dương. Vũ Quý, tức là cầu bắc giữa, nối giữa xã An Quý và xã An Vũ. Tôi thấy xuất hiện một số cái thuyền thiên nga, tức là thuyền đạp vịt, nó giống như trên hồ Trúc Bạch, hồ Tây ở Hà Nội. Và có lẽ là đây là ở Quỳnh Phụ là một trong những nơi đầu tiên có cái dịch vụ đạp vịt du thuyền trên sông chăng. Nó cũng khá là thơ mộng vì cái khúc sông này vẫn chảy qua những đồng bãi, đồng ruộng, chưa hề bị các nhà cao tầng, nhà dân lấn chiếm ra bờ sông che chắn tầm nhìn. Cảnh quan đẹp, thơ mộng bậc nhất ở huyện Quỳnh Phụ ngày nay. Và đi qua cầu Vũ Hạ, cầu Hạ xuôi xuống dòng sông Cô khoảng một cây số thì qua cầu Môi, thì ở đấy cũng có du thuyền trên sông Cô và có dịch vụ đạp vịt ở ngay chân cầu Môi và cà phê ven sông, chúng ta có thể thưởng thức. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn lại cảnh quan khá ngoạn mục, thơ mộng của ngã ba Hạ, nơi sông Cô, tức là sông Đồng Bún hay còn gọi là sông Kiến Quan, gặp sông Tam Kỳ, sông Kiến Quan, sông Cô, sông Đồng Bún từ cầu Đen chảy xuống. Còn sông Tam Kỳ thì từ sông Diêm, sông Hóa Khê, từ khu vực đền Đồng Bằng, đền Quan Điều Thất chảy về. Một lần nữa xin mời quý vị cùng ngắm nhìn cảnh quan thơ mộng ngoạn mục ở một vùng đồng bằng không hề có một ngọn núi, một ngọn đồi nào. Đây cũng là nơi có những cái khúc sông tự nhiên còn khá rộng, nếu không nói là rộng bậc nhất ở huyện Quỳnh Phụ là những con sông tự nhiên nội đồng. Một phần là do con người đào thêm ra, nhưng phần lớn đây là những sông tự nhiên. Và cái bề mặt của sông Cô cũng
cũng như là sông Tam Kỳ ở đoạn này thì nó phải lên tới 5-70 mét, thậm chí là nếu mà tính cả những bãi bồi nữa thì phải là 100-150 mét. Nhìn từ đây chúng ta sẽ thấy cái ngã ba sông này khá rộng. Thank you.